6 việc nhà mẹ bầu dứt khoát không được làm, kẹo bảo thai suy dinh dưỡng và dị tật não. Có một chia sẻ nói rằng, em bầu 7 tháng, trộm vía là hai mẹ con đều khỏe, hai vợ chồng em thuê phòng trọ trên phố đi làm, còn bố mẹ đều ở dưới quê. Công việc của em cũng nhàn, làm văn phòng nên 4 giờ 30 chiều đã được về. Chính vì về sớm như vậy nên dù đã khệ nệ nhưng mình vẫn cơm nước đầy đủ, nhiều khi bày vẽ món này, món khác rồi đợi chồng về đánh chén mà thôi. Nói thật, mỗi lần phải đứng dán nem, chả lá lốt hay băm thịt là mình mỏi như chân, cảm giác như muốn quỵ xuống luôn vậy. Có lần đang nấu ăn thì thấy chóng mặt, đau đầu, con trong bụng cứ đạp loạn hết cả lên nên phải dừng tay ngồi nghỉ. Khoảng 15 phút sau thì lại hồi người các bạn ạ. Mình cũng khá là lo nên mới lên mạng tìm hiểu. Hóa ra từ lâu các bác sĩ đã khuyên bà bầu đừng nên đứng bếp nấu ăn và làm việc nhà, bởi vì đó là những công việc lặt vặt nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho thai nhi. Sau đây chúng ta cùng điểm qua tại vì sao lại như vậy. Đầu tiên là đừng nấu ăn vào bếp nhiều. Các bạn có biết hay không, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rõ việc bà bầu đứng lâu sẽ khiến em bé trong bụng không phát triển được. Cụ thể, trẻ sơ sinh có mẹ đứng nhiều giờ thường có chu vi vòng đầu nhỏ hơn 1cm hay là 3% so với mức trung bình. Nếu như mẹ làm việc trên 25 giờ trên một tuần thì bé sẽ sinh ra nhẹ con hơn của các mẹ khác khoảng 140 đến 190 g. Hơn nữa, khi vào bếp nấu ăn, mẹ bầu còn phải đứng đối mặt với những nguy hiểm khó lường khác, chẳng hạn như khăn lau bát. Rẻ rửa bát và bồn rửa đều nằm trong danh sách những thứ bẩn nhất của ngôi nhà. Chúng là nơi cư ngụ của hàng tá vi khuẩn gây bệnh ở trong bồn rửa bát là vi khuẩn E. coli, còn nhiều hơn trong bồn cầu sau khi đã xả nước. Đặc biệt, trong thành phần của các loại khí đốt như ga, sau khi cháy có thể sinh ra các chất độc như CO2, SO2, NO2, CO, v.v. cực kỳ gây hại cho mẹ bầu và thai nhi. Ngoài ra khi nấu nướng, khói dầu mỡ bốc lên sẽ chứa những chất như benzopyrene có khả năng gây ung thư. Những khí độc và khói dầu mỡ này có thể thông qua hô hấp mà xâm nhập vào cơ thể thai phụ, đe dọa sự phát triển bình thường của em bé. Thứ hai là cọ bồn cầu. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm. Mẹ bầu phải đề nghị ông xã thay ca trong 9 tháng thai kỳ này. Thực ra, các loại hóa chất như nước rửa chén, xịt phòng, sơn tường, nước tẩy rửa đều không tốt cho mẹ bầu, nhưng nước cọ bồn cầu là nguy hiểm nhất. Nếu hít phải hoặc tiếp xúc với da các loại hóa chất này, mẹ bầu sẽ bị buồn nôn, chóng mặt, thậm chí là nhiễm độc dẫn đến dị dạng thai nhi. Ngoài ra, mẹ cũng cần tránh xa những chỗ có sử dụng nước xịt kiến, rán, bởi vì những loại này là cực kỳ độc hại. Thứ ba là lau chùi cửa kính và quạt trần. Đây là các công việc nhà đòi hỏi phải leo trèo hoặc phải đứng trên ghế. Điều này là cực kỳ tối kỵ đối với mẹ bầu. Khi mang thai, khả năng giữ thăng bằng của phụ nữ sẽ rất kém, nên chuyện té ghế sẽ rất dễ xảy ra. Tốt nhất, các mẹ nên hạn chế tối đa việc đứng trên bàn, ghế, thậm chí là cả bậc cầu thang. Bên cạnh đó, các loại nước lau rửa kính cũng thường chứa lượng hóa chất vượt ngưỡng chịu đựng của bà bầu, có thể gây ra dị tật cho thai nhi, nên càng tuyệt đối phải tránh. Thứ tư là quét dọn nhà cửa. Việc này sẽ không ảnh hưởng gì nếu bạn chỉ quét dọn trong phạm vi hẹp, nhưng nếu nhà rộng, nhiều tầng hoặc có nhiều ngóc ngách, việc quét nhiều chính là nguyên nhân khiến cơn đau lưng trở nên nặng nề hơn, làm mẹ bầu mệt mỏi, ảnh hưởng đến sự hấp thụ dinh dưỡng của thai nhi. Nếu bắt buộc phải làm việc này, bạn nhớ là thỉnh thoảng phải dừng lại để nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút trước khi tiếp tục, hoặc có cảm giác kiệt sức thì nên dừng tay lại ngay lập tức. Thứ năm là giặt quần áo. Nếu bạn chỉ đổ quần áo vào lồng giặt thì bấm máy không có vấn đề gì để bàn. Tuy nhiên, nếu để mẹ bầu phải ngồi giặt quần áo bằng tay thì đó đúng là một sự vô tâm với thai nhi. Dù mẹ bầu ngồi trên ghế thì tư thế này cũng khiến em bé cảm thấy cực kỳ khó chịu và ngột ngạt, tăng thêm các cơn đau nhức xương khớp nên cần tuyệt đối tránh. Và cuối cùng là thứ sáu, hút bụi. Việc di chuyển máy hút bụi khắp nhà có thể khiến bà bầu kiệt sức, đặc biệt nên tránh tự mình thay bộ lọc của máy hút bụi, bởi vì lông động vật bào tự nấm mốc và bụi có thể gây kích ứng cho mắt và phổi của mẹ bầu, gây ra hàng loạt các bệnh khó chữa trong thai kỳ. Các bạn nhớ lưu ý điều này và chia sẻ lại cho bạn bè và người thân của mình cùng biết nhé.